Khi mà nhắc tới những chiếc smartwatch tại thị trường Việt Nam của chúng ta thì top 1 sẽ auto là Apple Watch và top 2 thì các bạn biết là gì không? Đó chính là những chiếc watch đến từ nhà Huawei. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có hai chiếc watch đến từ Huawei ở phân khúc tầm giá là 3 triệu đồng, bao gồm thì là Watch GT2 và chúng ta sẽ có chiếc Huawei Watch Fit 2. Sản phẩm này thì là sản phẩm mới hơn, còn đây là chiếc đồng hồ cũng đã hơi cũ kỹ rồi. Và mức giá của Watch GT2 bây giờ thì nó rẻ thôi rồi luôn các bạn ạ. Săn sale thì chỉ khoảng tầm là 2 triệu rưỡi mà thôi. Còn với Watch Fit 2 như mình tham khảo ở Di Động Việt thì mức giá của nó sẽ là 2 triệu 990 nghìn. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm một số chương trình khuyến mãi để có được một mức giá tốt hơn thông qua đường link mà mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Vậy thì với phân khúc giá dưới 3 triệu đồng, chúng ta lựa chọn sản phẩm nào sẽ là chân ái thì hãy cùng mình chia sẻ trong video này nhé. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like và một subscribe để đón chờ những video mới nhất. Để mà lựa chọn một trong hai cái chiếc watch này ở phân khúc tầm giá dưới 3 triệu á thì nó sẽ phải đến từ cái gu của các bạn trước. Dù cho con này nó có tốt đến mấy mà nó là mặt vuông, các bạn đang thích mặt tròn thì các bạn vẫn sẽ lựa chọn Watch GT2 mà thôi. Còn ngược lại, nếu như các bạn đang thấy con Watch GT2 này tốt hơn nhưng bạn lại thích mặt vuông thì các bạn vẫn sẽ lựa chọn con Watch Fit 2 này mà thôi, đúng không ạ? Nó sẽ đến từ cái gu, nên cái gu này thì mình xin phép không bàn cãi thêm. Mỗi người sẽ có một kiểu, như mình thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn Watch GT2 rồi. Còn cái trên tay mình chỉ vì là mình tháo con này ra nên mình đeo thôi nhá. Cái thứ hai, khi mà đeo những chiếc đồng hồ, ngoài việc là chúng ta lựa chọn những cái mặt ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm những sự tùy biến đến từ phần dây. Thì với hai con này, Watch GT2 sẽ mang tới cho các bạn cái sự tùy biến dây một cách dễ dàng hơn, bởi vì nó sử dụng cái quai giống như những chiếc đồng hồ thông dụng mà các bạn thấy trên thị trường. Thế nên để mà tìm dây, để mà thay dây ra cho cái chiếc Watch GT2 này, nó là đơn giản vô cùng luôn. Các bạn không cần phải mua đồ của hãng, mua dây da giống như mình như thế này đấy, hơn 200.000, da xịn cực kỳ luôn. Còn trong đó, với chiếc Watch Fit 2 này thì do nó sẽ dùng một cái ngàm đặc biệt đến từ nhà Huawei, nên nếu như các bạn muốn thay dây cho cái mẫu đồng hồ này thì các bạn chỉ có những cái tùy chọn dây đến từ hãng mà thôi. Hãng cho các bạn từng này dây thì các bạn sẽ chỉ có từng đấy cái tùy chọn. Hay nếu như có một số đơn vị nào đó mà mạnh tay vào việc đấy là sản xuất dây dành riêng cho những chiếc đồng hồ này thì có thể các bạn cũng sẽ có thêm nhiều tùy chọn, nhưng chắc chắn những mẫu dây đó nó sẽ không hề rẻ. Thế nên về việc tùy chọn dây, Watch GT2 ok hơn. Tới với những thứ sâu xa hơn, đó chính là những trang bị ở trên hai con watch này. Thì như mình đã chia sẻ, mỗi con watch nó sẽ mang một cái phong cách riêng, một cái mặt riêng. Như chiếc Watch Fit 2 thì chúng ta sẽ có màn hình 1.7 hình chữ nhật và nó sẽ có thiết kế bo ở tất cả các cạnh viền, nên khi mà các bạn lướt, các bạn vuốt từ ngoài vào nó cực kỳ sướng. Trong khi đó thì với chiếc Watch GT2 chúng ta sẽ có ở đây là màn hình tròn và nó sẽ có kích thước là 1.3. Như vậy về cái thông số màn hình thì con Watch GT2 có vẻ là nó sẽ bé hơn so với con Watch Fit 2, nhưng nó sẽ chỉ đến từ việc là cái đường chéo ở trên màn hình mà thôi. Còn với không gian thực tế khi mà chúng ta để hình nền hay là chúng ta xem thông tin á thì rõ ràng là Watch GT2 nó sẽ mang lại cho các bạn một không gian rộng hơn và các bạn có thể xem được nhiều thông tin về những thông báo hơn ở bên trong phần thông báo. Thế nhưng mà sẽ có một cái điểm nữa, đó chính là về cái độ mịn của hai màn hình này thì mình lại đánh giá cao hơn cái độ mịn trên màn hình của chiếc Watch Fit 2. Nếu như chúng ta để sát vào như thế này thì chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái điểm rỗ xung quanh cái phần tách, nhưng nếu như các bạn để ở một cái góc, một cái tiêu cự xa xa như thế này thì chúng ta có thể thấy dễ dàng đó là màn hình của Watch Fit 2 mịn hơn. Một vấn đề nữa đấy là với hai con đồng hồ này thì nó sẽ sử dụng hai hệ điều hành khác nhau. Với chiếc Watch Fit 2 chúng ta sẽ dùng Harmony OS và với cái chiếc Watch GT2 này thì nó sẽ dùng cái hệ điều hành cũ đến từ nhiều Huawei. Nên trong những cái thao tác mà chúng ta sử dụng khi mà vuốt qua những cái tác vụ ở đây thì cái animation nó hiển thị trên màn hình của Watch Fit 2 nó mượt vô cùng luôn các bạn ạ. Thật sự luôn, cả hai con này đều dùng màn hình OLED nhưng mà màn hình của con này nó mượt hơn. Cũng có thể là do Huawei đã sử dụng một cái tấm nền với tần số quét cao hơn ở trên cái chiếc Watch Fit 2 nên nó cũng đã giúp phần khi mà chúng ta vuốt nhìn vào cái chuyển động của nó mượt hơn hẳn so với cái màn hình là 30 hẹp trên cái chiếc Watch GT2 này. Ok, tới với những thứ khác nữa như là ở trong phần menu app thì với Watch GT2 chúng ta sẽ có một cái menu app nhìn nó không được bao quát bằng cái chiếc Watch Fit 2, bởi vì Watch Fit 2 chúng ta có một menu nó bày tất cả những icon ra đây. Chúng ta muốn tìm nhanh một ứng dụng gì chúng ta chỉ cần nhìn lướt trên màn hình là đã thấy rồi. Trong đó thì Watch GT2 các bạn sẽ phải lướt từ trên xuống dưới để có thể tìm app. Nên ở cái phần ứng dụng này thì mình dành một điểm nữa cho chiếc Watch Fit 2.
màn hình đẹp hơn, mượt hơn, menu app nhìn bao quát hơn. Và về những tính năng mà chúng ta thấy được ở trên hai chiếc đồng hồ này thì nó cũng sẽ tương đương với nhau, đều có các chế độ tập luyện tương đương này, chúng ta cũng đều có đo nhịp tim, đo SpO2, có thể điều khiển được nhạc và chúng ta cũng sẽ có một cái ứng dụng để có thể xem được bản đồ. Thêm nữa thì với hai con watch này nó đều hỗ trợ cho chúng ta khả năng đàm thoại, và cái loa thì Watch GT 2 to hơn đôi chút. Về phần thông báo thì cả hai chiếc watch này đều hỗ trợ cho chúng ta nhận được những thông báo đến từ những app của bên thứ ba, ví dụ như Facebook, Zalo hay là Messenger. Thì nhìn chung là hai chiếc watch này đều thể hiện rõ ràng phông chữ không bị lỗi. Thế nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề, đó là trong một số những app, ví dụ như là Zalo hay là Telegram, thì nó sẽ chỉ hiện thông báo đấy là Telegram bạn có một tin nhắn mới, hoặc là Zalo bạn có một tin nhắn mới thôi, chứ nó không hiển thị được nội dung trong một vài những ứng dụng. Thế nên đây là một cái điểm mà mình vẫn chưa hài lòng hoàn toàn về cái phần thông báo của cả hai con watch này. Cuối cùng đấy là về thời gian sử dụng pin của cả hai chiếc watch này, Fit 2 và Watch GT 2. Nếu như các bạn tắt hết những cái tính năng như là đo nhịp tim liên tục này, hay là theo dõi giấc ngủ tự động này, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nó lên tới là gần 2 tuần cho cả hai chiếc watch. Nên về cái thời gian sử dụng pin thì mình không bàn tới, bởi vì nó đều là tương đương với nhau. Thế nên nhìn chung về hai con watch này, về những cái tính năng gọi là bài tập thể dục, hay là những cái tính năng thông báo hay là hỗ trợ nghe gọi, thì cả hai chiếc nó đều hoàn toàn là giống nhau. Còn về những thứ khác thì quan trọng là gu của bạn là như thế nào mà thôi. Bạn thích mặt tròn hay là bạn thích màn hình chữ nhật thì các bạn sẽ có những sự lựa chọn của riêng biệt. Nhưng nếu như thật sự bạn đang cân nhắc về một chiếc đồng hồ nó phải có màn hình mượt mà, nó phải hiển thị nét và nó mịn màng hơn, thì rõ ràng Watch Fit 2 vẫn đang làm tốt hơn ở một khúc tầm giá dưới 3 triệu là một chiếc đồng hồ đến từ Huawei. Và nếu như để cho mình lựa chọn với những chiếc đồng hồ của nhà Huawei và của nhà Samsung, thì tất nhiên mình sẽ lựa chọn đồng hồ của Huawei, bởi vì cái thời gian sử dụng pin là cái thứ níu kéo mình lại trên những sản phẩm đồng hồ thông minh của Huawei. Còn các bạn thấy sao? Nếu là bạn thì bạn sẽ lựa chọn chiếc watch nào giữa hai chiếc watch này? Hãy comment để lại ý kiến ở phía bên dưới. Đừng quên tham khảo thêm về mức giá của những chiếc đồng hồ này tại Di Động Việt thông qua đường link mà mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Video này của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trời Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.